những trọng tài hướng dẫn và tổ viên ra giới thiệu. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giải vô địch Biathlon Cúp Quốc gia VVSS năm 2024. Trên bàn số 1 diễn ra giữa hai cầu thủ Trịnh Quang Huy của Thành phố Hồ Chí Minh gặp Chim Hồng Thái cùng đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Thanh Vũ. Trên bàn số 2, Bao Phương Minh của đơn vị Bình Dương gặp Nguyễn Chí Long của Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển trận đấu trọng tài Nguyễn Quang Bảo Phúc. Trên bàn số 3, Phạm Văn Anh Huy của Đà Nẵng gặp Trần Quốc Anh Minh cùng đơn vị, điều khiển trận đấu trọng tài Lê Văn Hậu. Trên bàn số 4, Nguyễn Trần Thanh Tự của Thành phố Hồ Chí Minh gặp Cao Phan Triết Luận của Bình Dương, điều khiển trận đấu trọng tài Phương Nhật Tường. Trên bàn số 5, Nguyễn Thanh Tùng của Thành phố Hồ Chí Minh gặp Trần Chí Thanh cùng đơn vị, điều khiển trận đấu trọng tài Trần Hữu Hiền. Trên bàn số 6, Võ Cao Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh gặp Lê Văn Hùng của Đà Nẵng, điều khiển trận đấu trọng tài Hồ Văn Thanh. Các trận đấu bắt đầu. Thank you.
Hãy
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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Long học thầy. Đóng trên bàn số 2, chúng tôi xin mời hai cầu thủ viên. Số 2 giữa hai cầu thủ cầu Nguyễn Trung Hậu của thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Duy Thanh của Đà Nẵng.
thi đấu trên bàn số 1, chúng tôi xin mời hai vận động viên Lê Quốc Hồ của Đồng Nai và Nguyễn Hùng Thanh của Đà Nẵng.